Một bức vách TV đẹp khiến cho không gian phòng khách của gia chủ trở nên long lanh và lộng lẫy hơn. Trong video ngày hôm nay, Hạ sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn những mẫu TV phòng khách đẹp nhất hiện nay đang được ưa chuộng sử dụng. Đồng thời với đó, Hạ cũng lên cơ cấu chi phí để cho những anh chị nào đang trong giai đoạn hoàn thiện nhà mới hoặc là đang muốn cải tạo nhà cũ để đón một cái Tết đầm ấm hơn thì mình cũng nắm được cái dự trù chi phí để chủ động hơn. Và để tương tác với Hạ được tốt hơn, các anh chị hãy ấn vào nút đăng ký kênh để xem được nhiều video hữu ích hơn nhé. Những anh chị nào đã đăng ký rồi thì hãy cho Hạ một like để ủng hộ Hạ ra được nhiều video hữu ích hơn được không ạ? Và bây giờ anh chị hãy cùng với Hạ tham quan một số những cái mẫu phòng khách đẹp long lanh nha. Hiện nay thì những mẫu phòng khách này đang sử dụng chính là những dòng vật liệu hiện đại như là tấm Haroma 5 sóng, tấm PVC trắng gương, tấm Haroma giả đá và rất nhiều những dòng vật liệu hiện đại khác nữa. Có quá là nhiều mẫu mã đúng không nào các anh chị? Mình cứ quay những cái mẫu như thế này thì các anh chị cũng sẽ bị rất là mất thời gian. Vì vậy Hạ đã để lại cái file toàn bộ hơn 300 mẫu phòng khách đẹp nhất hiện nay ở dưới phần mô tả. Các anh chị hãy vào đó tải cái file đó về là mình có sở hữu được hơn 300 mẫu phòng khách tha hồ lựa chọn cho không gian nhà mình. Còn bây giờ hãy cùng với Hạ đi tính toán cơ cấu chi phí để lên dự trù được mình cần phải chuẩn bị tài chính là bao nhiêu để làm việc với đội thợ thi công vừa làm cho không gian nhà mình chọn được những vật liệu phù hợp nhất, hiện đại nhất mà giá cả lại hợp lý nhất. Nào hãy cùng với Hạ đi tính toán chi phí nào. Ở Hà Nội hiện nay thì cái giá chi phí để mà làm một bức vách TV giá hoàn thiện nó sẽ dao động từ 850 đến 1.650.000 trên mét vuông thi công hoàn thiện này. Và để hoàn thiện một bức vách TV như vậy nó sẽ bao gồm các cái chi phí chính như sau. Thông thường thì nó sẽ bao gồm 4 cơ cấu chi phí chính. Chi phí đầu tiên nó chính là vật tư chính. Các cái dòng vật liệu hiện đại ngày nay sẽ được sử dụng trong một cái bức vách TV thì sẽ bao gồm là tấm Haroma 5 sóng. Tấm 5 sóng đang được ưa chuộng sử dụng cho cái bức vách TV này nó sẽ là loại 3 sóng cao 14mm hoặc là 4 sóng cao 23mm. Đó là hai cái tấm sóng sẽ được phù hợp làm cho cái không gian phòng khách khi mà chúng ta ốp tường. Những cái không gian phòng khách cho chủ nhà thường là không gian diện tích nó không quá lớn, vì thế nó chỉ khoảng vài chục mét vuông thôi. Nên ở đây là hai cái dáng sóng mà được đánh giá là phù hợp nhất khi chúng ta làm cho một cái ngôi nhà của mình, làm một cái bức vách TV khi ốp tường hoặc là những cái vị trí trang trí như ở đầu giường. Và với những cái loại 5 sóng đó thì giá của nó đang dao động vào khoảng là 380.000 k trên 1 mét vuông. Đấy là giá vật tư 5 sóng. Ngoài ra trong cái phần vật tư chính này nó sẽ có thêm, đó chính là PVC vân đá. PVC vân đá này thì nó sẽ có làm hai loại. Một là PVC vân đá phủ UV. Với PVC vân đá phủ UV, giá hiện nay đang rất là sâu, đang rất là rẻ. Giá của Haroma vừa là hàng cốt nhựa trắng nguyên sinh mà giá của nó lại đang rất là tốt, thì nó sẽ có là khoảng 100.000 một mét vuông. Bên cạnh đó thì một số cái nhà cao cấp hơn sẽ thích sử dụng những cái dòng mà nó cao cấp hiện đại và nhìn nó tạo nên một cái nét sang trọng hẳn lên, thì mọi người sẽ thường sử dụng đó là tấm PVC tráng gương. Tấm PVC tráng gương này thì giá nó đang vào là 850k trên 1 mét vuông. Đó. Thì vật tư chính nó sẽ bao gồm là hai cái vật dòng vật tư này. Nếu như mà mình sử dụng là tấm 5 sóng này kết hợp với cả tấm PVC phủ UV thì giá hoàn thiện nó cũng đã chênh lệch nhau rất là nhiều rồi đúng không? Nên là khi mà mình đưa ra hai cái khoảng này nó chênh lệch nhau quá là lớn. Nên anh chị em nhà mình cũng có thể có những cái phần nào đó thắc mắc. Thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều vật tư các anh chị ạ. Và cái ý thống số 2 nó chính là nhân công. Nhân công ở đây sẽ bao gồm là khi mà ốp một bức tường như thế này thì thông thường giá của nó sẽ bao gồm từ 100 đến 120.000 trên 1 mét vuông, tùy theo là cái diện tích của chúng ta nữa. Nếu như mà diện tích của chúng ta quá ít, vài mét vuông hoặc chưa đến 10 mét vuông thì giá của nó cũng sẽ dao động lên đến tầm 150 đến 180.000 trên mét vuông. Cũng có thể là sẽ nhận trọn gói, vì là diện tích quá là ít thì có thể là sẽ phải nhận trọn gói. Bởi vì như thế này, các anh chị em nhà mình, nhất là các bác chủ nhà cũng phải hiểu cho các anh thợ một điều rằng là khi mà các anh ấy đi thi công ấy, nhiều khi đi thi công hơn nửa ngày một chút thì cuối cùng cũng tính ra là thành phải đi mất một ngày. Cái thời gian đi lại lại và di chuyển nó cũng sẽ làm ảnh hưởng. Và nếu như mà nhận một cái công trình lớn ấy thì nó sẽ giảm thiểu được cái vấn đề di chuyển như vậy, là nó cũng sẽ đỡ đi rất là nhiều các bác ạ. Nên là cái phần này nó cũng dao động rất là lớn. Hơn nữa này, một là nó phụ thuộc vào diện tích này. Cái số 2 phần chi phí nhân công này nó sẽ phụ thuộc vào là tay nghề.
Nếu như mà tay nghề của những đội thợ làm chuyên nghiệp ấy thì giá thông thường nó cũng sẽ nhỉnh hơn. Nhưng mà các anh chị em nhà mình yên tâm, đội thợ chuyên nghiệp sẽ làm cho không gian của nhà mình trở nên xuất sắc, long lanh xuất sắc luôn. Sau khi mà cái phần chi phí nhân công xong thì nó sẽ sang cái phần số 3. Cái chi phí số 3 nó chính là vật tư phụ. Vật tư phụ nó sẽ chiếm tầm từ 3 đến 5% vật tư chính. Thì ở đây mình cứ tính nôm na nó sẽ vào tầm khoảng 20 năm đến 30 năm ca trên 1 mét vuông. Nó sẽ bao gồm là keo, ke, phào chỉ, những cái vật tư trang trí, những cái vật tư phụ, những vật tư tiêu hao, nó sẽ gồm hết ở đây. Cái số 4 nó chính là vận chuyển. Khi mà làm hoàn thiện rồi, nhận trọn gói rồi thì thông thường nó cái phần vận chuyển này sẽ đã được tính vào ở trong các cái nhận báo giá, nó nằm ở trong này chỗ này rồi. Còn khi mà nên cơ cấu chi phí là anh chị em nhà mình, đây thì em đang nên cơ cấu chi phí để các bác chủ nhà cũng có thể tham khảo, cũng phân tích được và làm việc với các anh chị thợ thì mình cũng sẽ không cần mặc cả nhiều quá, hãy bám sát vào những cái chi cơ cấu chi phí như thế này thì mình cũng nắm được. Và chi phí vận chuyển thì tùy xa gần nó cũng sẽ ảnh hưởng, thì cái chỗ này nó rất là linh hoạt anh chị em ạ, nó rất là linh hoạt nhé. Khi mà mình làm một bức vách tivi thì quan trọng nhất ấy nó là cái diện tích mà mình làm. Nếu như mà diện tích nó chỉ vài mét vuông không thôi ấy thì thông thường cái chi phí của nó, chi phí đầu vào của nó là khá là cao. Bởi vì là cái hao hụt vật tư nó rất là lớn nhá. Cho 5 mét vuông nó lớn hơn rất nhiều so với cả 50 mét vuông. Số lượng càng nhiều thì hao hụt vật tư càng ít. Hơn nữa là mình còn tận dụng được. Tổng các cái chi phí này nó sẽ dao động tầm từ 650.000 đến khoảng là 1.3 triệu. Thì là khi mà các bác thợ như chúng ta nhìn thấy tổng chi phí nó là như thế này. Và mọi người thường hay nhận là từ 850 đến 1.6 triệu. Thì chúng ta nghĩ rằng lãi nhiều nhưng không phải đâu ạ. Nó phụ thuộc rất là nhiều vào việc hao hụt vật tư này. Diện tích mà càng nhỏ cái hao hụt vật tư nó lớn lắm, nên là mình không thể làm mà so sánh như vậy được. Đồng thời với đấy thì không may ra mà các bác thợ cắt sai, hoặc là những cái góc cạnh của nhà mình nó nhiều quá thì cái hao hụt vật tư nó thiếu hàng, thì lại phải vận chuyển một cái số ít hàng từ cái kho nhà cung cấp đến với cả nơi của chủ nhà, thì nó lại mất đi những cái khoản chi phí thêm vào rất là nhiều, nên là mình không thể tính sát sát như vậy được đâu. Và cơ bản thì nó sẽ nằm trong khoảng như thế này, và nhận hoàn thiện như thế này thì các bác hoàn toàn có thể là ok về cái mức giá đó, tương ứng với các cái mức vật tư như thế này là hợp lý rồi nhé. Và cảm ơn các anh chị em nhà mình đã theo dõi hết video. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi giúp ích cho các anh chị em nhà mình cũng như là nắm được cơ cấu giá thành. Đừng quên nhé, Hạ có tặng các anh chị hơn 300 mẫu phòng khách đẹp nhất. Hãy lưu nó về để tham khảo những cái mẫu đẹp nhất làm cho không gian của nhà mình trở nên long lanh và lộng lẫy hơn nha. Và trong những video tiếp theo, Hạ sẽ liên tục chia sẻ thêm những thông tin về dòng vật liệu mới. Vì vậy để không bỏ lỡ những video đó, các anh chị hãy ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo của Lê Hạ Haruma nha. Và nhớ nhá, mỗi buổi tối lúc 18:45 Hạ sẽ ra thêm những thông tin về dòng vật liệu mới. Các anh chị hãy ấn vào đó để xem, cập nhật thêm thông tin cho mình nha. Bây giờ thì Hạ xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.